xe lửa Troy. Hôm nay là tối thứ bảy ở thị trấn xe lửa, nghĩa là tới lúc tiệc tùng rồi. Giai điệu tuyệt lắm, Henry. Nè, Troy kìa. Có vẻ như các bạn cực kỳ vui ha. Ồ, hình như chúng ta bị cúp điện rồi. Bữa tiệc chắc cũng tiêu luôn. Vì vậy, Troy, bạn có kế hoạch cứu nguy sao? Nè mọi người, ở yên đây nha. Troy sẽ đi chuyển hóa thành một xe lửa vũ trường. Chào Teddy. Tại sao Troy đi tiệc mà về sớm vậy à? Chà, bởi vì bị cúp điện và giờ ở đó không có âm nhạc hay ánh đèn vũ trường nữa. Vui thật đó, Troy cũng có ý tưởng như vậy. Anh ấy có thể chuyển hóa thành một xe lửa vũ trường. Cảm ơn Teddy, bạn là tuyệt nhất đó. Tuyệt. Có vẻ như bạn có một dàn nhạc bass sôi động và một dàn trống hoành tráng. Thử nó nào, Troy. Tuyệt. Giờ chúng ta chỉ cần một chút ánh sáng vũ trường. Thật xuất sắc. Hãy quay lại bữa tiệc nào. Gì vậy, Troy? Chết đi. Troy thật sự muốn bạn tham gia bữa tiệc. Đi nào, chỉ lần này thôi. Mọi người sẽ rất vui khi thấy bạn. Bạn đã giúp mọi người, thậm chí là bất cứ lúc nào. Xuất sắc. Chào mọi người, xe mai trở về nè. Là xe lửa vũ trường Troy. Và đây là bạn của anh ấy, Teddy, một bộ óc đứng sau mọi chuyện. Bữa tiệc thật tuyệt. Chà, ngài Byron có những bước nhảy thật ấn tượng, thật ngạc nhiên. Troy, Teddy,
Mọi người đều thấy thật tuyệt. Đây đúng là một bữa tiệc tuyệt vời. Và hình như chúng ta có điện lại rồi. Có nghĩa là tới lúc bạn lên nhảy rồi, Troy. Chà, hãy xem điệu nhảy của Troy kìa. Thật vui khi thấy bạn nhảy và phấn khích như vậy, Teddy à. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại. Chào bạn Troy. Taylor tính làm gì vậy? Bạn nói đúng Troy à. Rất là nguy hiểm đó. Taylor, dừng lại. Bạn sẽ làm tổn thương mình nếu cố gắng nhảy như vậy. Hỏi hay lắm. Bạn tính làm gì vậy, Taylor? Ồ, bạn muốn ghé thăm sao quả để cắm lá cờ của thị trấn xe lửa sao? Ý kiến hay lắm đó, Troy. Mình chắc là Teddy có thể nghĩ ra cách gì đó. Chờ ở đây nha, Taylor. Tụi mình sẽ quay trở lại. Chào Teddy, tụi mình muốn cắm lá cờ của thị trấn xe lửa lên sao quả. Bạn có thể đưa tụi mình tới đó không? Tuyệt vời, thật là phấn khích. Wow, Teddy đã biến bạn thành một xe lửa không gian, Troy à. Ngạc nhiên thật. Tất nhiên, anh ấy cần một cái xẻng để đào một cái lỗ cắm lá cờ. Chu đáo lắm, Teddy à. Sắp tới giờ phóng lên rồi. Đi thôi. Ngạc nhiên không, Taylor? Teddy đã biến Troy thành một xe lửa không gian để anh ấy có thể ghé thăm sao quả. Bạn đã sẵn sàng để phóng chưa, Troy? Được rồi. Bạn muốn đạt được tốc độ tối đa trước. Lùi lại đi nào. Không biết xa chỗ nào vậy ta? Động cơ phản lực. Phải rồi. Thử lại đi, Troy. Wow, làm được rồi. Thật là phi thường. Bạn gần tới nơi rồi, Troy à.
Wow, Troy à, bạn đã làm được. Đây là sao quả. Nè, đó là robot của NASA. Được rồi Troy, quay lại công việc thôi. Chúng ta phải cắm lá cờ thị trấn xe lửa. Hoàn hảo, hãy quay về trái đất gặp Taylor nào. Giờ Troy đã trở lại, hãy kiểm tra thành quả của anh ta. Tụi mình rất vui vì bạn đã hài lòng Taylor. Nhìn nó thật tuyệt ở đó. Hôm nay các bạn thật tuyệt vời. Làm tốt lắm. Hẹn gặp lại lần sau. Chà, mình không biết là thị trấn xe lửa đang tổ chức đón Tết Nguyên Đán vào tối nay đó. Chào các bạn. Các bạn có vui không? Ồ, đã gần tới giao thừa và sắp tới tiết mục bắn pháo hoa đặc biệt của Teddy à. Tuyệt quá. Sẵn sàng chưa mọi người? Tiết mục sắp bắt đầu rồi. Chờ đã. Kết thúc rồi sao? Bạn nói đúng Troy à. Có gì đó không ổn ở đây. Hãy tới gặp Teddy nào. Chào Teddy, mọi thứ vẫn ổn chứ? Bạn gặp vấn đề với thiết bị điều khiển bắn pháo hoa sao? Ồ, thật là tệ. Nhưng Troy đã ở đây, anh ấy có thể giúp bạn. Troy à, Teddy nói bạn cần leo lên chỗ bắn pháo bông trên đỉnh núi và đốt chúng. Vấn đề là bạn chỉ có 5 phút trước khi giao thừa tới. Vậy nên bạn sẽ phải bay, Troy à. Troy, bạn là một chiếc thuyền bay, nhưng bạn cần thêm vài trang bị. Bạn sẽ phải đốt cháy kiếp nổ của pháo hoa với cây nến này. Và nhớ sử dụng động cơ phản lực. Chúng sẽ hữu dụng khi trời nổi gió lớn. Cảm ơn Teddy nha. Đi nào Troy, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Bạn đã nhìn thấy chỗ đặt pháo hoa trên núi chưa Troy? Chúng đây rồi, đi thôi.
Ôi không, gió mạnh quá. Troy, bạn phải dùng động cơ phản lực thôi. Có hiệu quả rồi. Làm được rồi. Đây là lý do tại sao Teddy không thể đốt pháo hoa. Chà Troy, chúng ta còn 10 giây trước khi năm mới đến. Bạn biết phải làm gì rồi đó. Năm, bốn, ba, hai. Vừa kịp lúc. Và Troy kìa. Cảm ơn Troy nhiều. Bạn đã cứu lấy Tết Nguyên Đán rồi. Chúc mừng năm mới mọi người. Hẹn gặp lại. Cảm ơn Teddy nha. Tiết mục pháo hoa của bạn thật xuất sắc. Chào Tyler. Mùi vị thơm ngon thật. Bạn đang nướng gì vậy? Những chiếc bánh cho buổi tiệc sinh nhật sau. Tuyệt thật. Chúng ta mở lò nướng lên chứ. Gì vậy? Lò nướng không hoạt động sao? Ôi trời, chúng ta gọi cho xe lửa Troy chứ, và để xem anh ấy có thể giúp được không. Chào Teddy, cái lò nướng của xe lửa Taylor bị hư rồi. Bạn và Troy có thể sửa giúp được không? Được sao? Tuyệt. Chúng ta cần biến Troy thành thứ gì đó thật sự độc đáo để giúp Taylor nướng những cái bánh kịp giờ. Bạn tính biến anh ấy thành loại xe lửa nào vậy? Một xe lửa nướng bánh nào. Tuyệt. Bắt đầu thôi. Một cái lò nướng hoàn hảo. Một băng chuyền sao? Có vẻ hữu dụng đó. Một vòi phun. Chà, mình không thể đoán được Troy sẽ làm gì với nó. Thật là tò mò quá. Nhìn bạn tuyệt lắm Troy.
Đi thôi. Nhìn kìa Tyler, Troy đến rồi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu các bạn. Tyler cần phải giao những chiếc bánh đến bữa tiệc sinh nhật đúng giờ. Bạn chuẩn bị những cái bánh xong chưa? Tuyệt vời. Xong hết chưa vậy? Chưa à? Chúng ta cần phải làm gì nữa? Phủ kem những cái bánh à? Tuyệt đó. Nhưng bằng cách nào? Ồ, đó là vòi phun kem. Cảm ơn Troy, làm tốt lắm. Mình mong các bạn của bạn sẽ thích những chiếc bánh sinh nhật của cô ấy. Tạm biệt Troy, hẹn gặp lại. Xe lửa Troy. Chào bạn Troy, bạn đang tới thành phố xe lửa sao? Chào Tyler, chúc mừng sinh nhật. Bữa tiệc này đúng là lớn thật. Bám chặt vào Tyler, tụi mình sẽ kéo bạn xuống. Ta phải làm gì đây Troy? Ý kiến hay. Để xem Teddy có thể làm gì nào. Teddy, có một trường hợp khẩn cấp. Tyler đang bị kéo đi bởi những quả bóng bay sinh nhật. Troy cần phải cứu cô ấy. Bạn có giúp được không? Tuyệt. Cảm ơn bạn. Chúng ta bắt đầu thôi.
Troy à, Teddy đã biến bạn thành một xe lửa bay rồi. Taylor à, Troy đến kéo bạn xuống đây. Đừng lo nha. Tạo khoảng trống cho anh ấy đi mọi người. Wow, thật đáng kinh ngạc. Troy chụp được bạn rồi, Taylor à. Anh ấy sẽ mang bạn xuống. Làm tốt lắm Troy à. Tuyệt vời. Thật hoàn hảo. Chắc rồi Taylor. Chúng ta có thể cắt bánh rồi. Tạm biệt Troy. Làm tốt lắm. Hẹn gặp lại.